Ngọc Anh xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Giá Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một vị trí căn nhà xây dựng độc lập với cái thông số nhà như sau. Diện tích là 30m², hướng nhà là hướng Tây Bắc và giá bán thì cực kỳ hợp lý với cái vị trí của ngôi nhà mọi người ạ. Giá bán chỉ 2.050.000.000 đồng thôi và đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Căn nhà xây dựng độc lập, đặc biệt có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Ngõ trước nhà của cái ngôi nhà này là 2m, cách trục đường ô tô đi lại là 30m thôi mọi người nha. Vị trí cụ thể của căn nhà thuộc tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, rất gần với lại công viên âm nhạc, gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 2 Yên Nghĩa. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà nhé. Căn nhà xây dựng độc lập và nhìn trên video tổng quát thì mọi người có thể nhìn thấy luôn căn nhà đã được hoàn thiện xong 100%. Với hiện trạng thực tế của ngôi nhà thì căn nhà này chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m7 mọi người ạ, rất là rộng. Mặt tiền của ngôi nhà đã được chủ đầu tư ốp toàn bộ gạch granite rồi. Cửa chính của ngôi nhà thì được thiết kế là hai lớp cửa, lớp ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là lớp cửa kính cường lực. Mời mọi người theo em vào cụ thể vị trí tầng 1 của ngôi nhà, xem với cái ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Đây chính là tầng 1 của ngôi nhà. Trên video mọi người có thể nhìn thấy luôn về phần gạch lát nền này, phần sơn này, phần trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Căn nhà này đều đã được hoàn thiện đầy đủ về hồ sơ điện, hồ sơ nước, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội mọi người nha. Như đây Ngọc Ánh đang đứng ở tầng 1, đây chính là vị trí phòng khách của ngôi nhà. Phòng khách của ngôi nhà đây, chủ đầu tư có thiết kế cũng khá là chỉn chu một chút về hai cái bức tranh. Hai bức tranh hai bên mọi người ạ. Ở đây tranh đây nó là cái giấy dán tường Hàn Quốc. Đó. Trần phào rất là hợp lý, rất là chỉn chu tỉ mỉ. Và phía tầng 1 phòng khách là có một cái chiếc quạt trần. Đó, đã được lắp đặt sẵn rồi. Gạch lát nền của ngôi nhà thì là kích thước 60-60. Với cái mặt tiền của ngôi nhà rất là rộng, cho nên là mọi người có thể nhìn đứng ở trong cái gian phòng bếp đấy mà nhìn ra phòng khách này mà xem. Rộng rãi, kê đồ rất là thoải mái và hợp lý. Tiếp theo, mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp. Đây chính là căn phòng bếp đây ạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh, phù hợp với lại vợ chồng trẻ. Thực ra cái màu sắc của cái ngôi nhà này rất là nhã nhặn, màu sơn cũng như là tủ bếp nó rất là hài hòa ấy mọi người ơi. Với cái chất liệu của cái tủ bếp này là gỗ MDF mọi người nha, chống cong vênh mối mọt. Toàn bộ tủ bếp cũng đã được hoàn thiện đầy đủ về ở bên trong. Đây, phụ kiện bếp đều là chất liệu inox 304. Đây ạ, chậu rửa bát cũng như là vòi rửa đều là chất liệu inox 304. Đó, đã có nước đầy đủ rồi. Mặt bếp là cũng được ốp đá granite mọi người nhỉ. Và đây là sử dụng kính ốp bếp Minh Long đây. Tầng 1 của ngôi nhà thì gồm có thêm một phòng vệ sinh. Đây ạ. Phòng vệ sinh của tầng 1 này thì đầy đủ về bồn cầu, vòi rửa, vòi xịt và có một chiếc máy bơm lên toàn bộ hệ thống 4 tầng của ngôi nhà. Phía phòng khách và phòng bếp ngăn cách ở phía cầu thang có một vách gỗ CNC ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy rất là đẹp. Và phía bên dưới ở đây là có một cái tủ nhỏ nhỏ đi theo cái vách CNC này. Thiết kế rất là hài hòa. Toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên trên tới tầng 4 được thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc của bậc được ốp đá granite. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 khám phá tầng 2 của ngôi nhà này nhé. Với thiết kế tầng 2 như sau mọi người ạ. Với mỗi tầng thiết kế là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh theo kiểu master, phòng vệ sinh ở phía bên trong mọi người ơi. Đây, khi bước vào mọi người có thể nhìn thấy nhà vệ sinh luôn. Phòng vệ sinh thì cũng khá là rộng, đầy đủ. Với cái phòng vệ sinh này, chủ đầu tư mọi người có thể nhìn thấy này, ốp gạch 60-60 lên trên tận trần. Với hệ thống sen cây Hàn Quốc, ống chờ bình nóng lạnh, bồn cầu liền khối, đó, vòi xịt, bồn rửa mặt, gương tắm rất là to. Và nhà vệ sinh thì rất là rộng, màu sắc cũng rất là đẹp.
Đây chính là phòng ngủ tầng 2. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy, phòng ngủ tầng 2 này rất là rộng, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 15 mét. Và trên tầng 2 cũng được thiết kế đấy, trần phào này, giấy rắn tường này, trần phào thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần này. Đây mà có thể nhìn thấy ở đây tỉ mỉ đúng không ạ? Đây, hệ thống đèn led trang trí khá là đẹp mắt. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, thiết kế hai lớp cửa. Ở bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox chất liệu 304. Phía chân Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là sàn gỗ công nghiệp. Với ngôi nhà này thì thực sự rất là sạch sẽ rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Căn nhà này với cái giá bán là 2 tỷ 050 triệu thì quý khách hàng chỉ cần có khoảng tầm với cái căn nhà này thì quý khách hàng chỉ cần có khoảng tầm 700-800 triệu đồng là đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi. Phần còn lại thì bên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình nha. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế nó khác biệt hơn một chút so với tầng 2. Đó là nhà vệ sinh thì ở bên ngoài, mọi người có thể nhìn thấy. Còn cái nhà vệ sinh của tầng 3 thì cũng được tương tự như tầng 2, diện tích nó cũng rộng như thế. Thay vào hệ thống sen cây thì ở đây chủ đầu tư sử dụng hệ thống sen tắm tường. Còn bồn cầu, lavabo đều giống nhau. Cửa nhà vệ sinh cũng như là toàn bộ cửa thông phòng đều thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Và đây, tầng 3 đây. Phòng ngủ tầng 3 thiết kế đơn giản hơn một chút, tuy nhiên vẫn đầy đủ về cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Gạch lát nền ở trên tầng 3 này thay thế sàn gỗ ở tầng 2 mọi người nha. Ở tầng 2 là sàn gỗ và tầng 3 là gạch lát nền 60-60 vân đá. Đây, cửa thông phòng đây ạ. Đó. Đơn giản đúng không ạ? Vị trí của cái căn nhà này thì cực kỳ gần với chợ dân sinh này, trường mầm non, trường tiểu học này, khu đô thị Đô Nghĩa này. Nên là mọi người có thể quan tâm về những... Đợt trước ấy, quý khách hàng của em cũng rất là nhiều khách hàng quan tâm đến cái vị trí căn nhà ở cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, thì đây là một căn nhà xuất sắc và sự lựa chọn hợp lý. Mọi người theo em lên cái tầng 4 cuối cùng của căn nhà xem căn nhà này thiết kế có hợp lý với cái giá bán và cái vị trí đấy hay không nhá. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì là mọi người có thể nhìn thấy ở đây có một cái giếng trời để lấy toàn bộ khu vực ánh sáng xuống phía cầu thang. Phía giếng trời là cũng được thiết kế bằng sắt mỹ thuật mọi người ạ. Hai lớp, lớp ở bên trên là kính và bên dưới là sắt mỹ thuật, cũng khá là đẹp mắt. Trên tầng 4 của ngôi nhà thì chủ đầu tư có thiết kế hơi tỉ mỉ một chút. Thì đây là nói ý kiến cá nhân của em Ánh, thì em Ánh nghĩ rằng đây chính là cái khu vực phòng thờ của ngôi nhà. Đó ạ. Đây là khu vực gian phòng thờ của ngôi nhà, rất là thoáng. Và ở bên đây còn một cái phòng nữa mọi người ạ. Thì ở đây có thể là phòng ngủ, phòng làm việc. Nói chung cái này là ý kiến cá nhân của em thôi, còn mục đích sử dụng là của mỗi người, mỗi hộ gia đình. Cho nên là bởi vì là ở dưới tầng 2, tầng 3 mới có hai phòng ngủ thì chủ đầu tư có thể là cố tình thiết kế đây là thêm một phòng ngủ nữa chẳng hạn. Đó. Và có cửa sổ đây, hướng ra. Rất là thoáng, rất là mát. Căn nhà này được xây dựng độc lập nha quý khách hàng. Vị trí thuộc tổ 13, phường Yên Nghĩa nha. Mọi người cố gắng xem hết video của em từ đầu đến cuối nha, để có thể biết hết thông số nhà, vị trí và cái cách bài trí trong ngôi nhà như thế nào, thiết kế có hợp lý hay không. Đây, khu vực ngành đứng ở đây chính là phần để máy giặt. Và đây là phần sân phơi, mọi người có thể nhìn thấy. Đó. Xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng. Vị trí của căn nhà này mà đi ra từ bến xe Nghĩa thì chỉ rơi vào tầm 1,5 km, cách với khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 1 km thôi mọi người nha. Vậy thì nếu như quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này hoặc là vị trí của những ngôi nhà khác ở những khu vực khác thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì nhớ ấn vào like để ủng hộ em, cũng như là bấm đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.